Thưa đại chúng, khi mà chúng ta nói đến sự tu tập á, thì chúng ta không có cái gì ngoài ba việc chúng ta cần làm. Hãy nói một cách đúng hơn á, tu là gì? Tu là một sự thay đổi bản thân. Nói đơn giản vậy đi. Ai hỏi mình tu là gì? Mình nói tu là thay đổi. Tu là chuyển mà. Vậy thì mình thay đổi cái gì? Con người mình mỗi ngày chúng ta có ba việc chúng ta làm. Một là chúng ta nói, hai là chúng ta hành động, ba là chúng ta suy nghĩ. Quý vị để ý có phải không? Thí dụ như bây giờ quý vị ngồi đây, quý vị có thể đang suy nghĩ đó. Đâu có bao giờ ngưng dòng suy nghĩ đâu. Nhưng mà nếu chúng ta không biết tu thì chúng ta suy nghĩ bậy nhiều hơn suy nghĩ tốt. Thấy ai làm gì cũng suy nghĩ xấu cho người ta nhiều hơn. Cái đó là cái này là thành cái thói quen của sự suy nghĩ xấu. Cái đó nhà Phật gọi là nghiệp. Nghiệp là gì? Nghiệp là những thói quen. Nhưng mà thói quen này nó có hai loại. Một là tốt, hai là xấu. Cho nên mình gặp người ta khổ quá thì mình nói là sao? Trời, tội nghiệp. Nhưng mà nếu mình thấy một cái người đó người ta tu tập tốt, sao mình không có câu gì mình khen vậy? Phải có một câu nữa để khen. Người nào mình thấy họ tu giỏi, mình nói là sao biết không? Phước nghiệp. Còn người nào mình thấy họ đang trả những cái gì mà xấu đó, mình hay có thói quen kêu là tội nghiệp đó. Nghĩa là cái nghiệp mà bây giờ họ có lỗi, họ sống bằng cái khổ này là do cái nghiệp tạo. Nhưng mà tội nghiệp thì cũng có phước nghiệp. Phước nghiệp là những gì lành thiện chúng ta làm mà bây giờ chúng ta hưởng. Ví dụ ngày hôm qua Pháp Hòa đi đám tang của bà cụ. Gia đình rất là đông, mà từ con cháu xuống cho tới mọi người, ai cũng biết tụng kinh niệm Phật cho bà hết. Mà con đứa cháu nó lên nó phát biểu, nó nói mời mọi người xem để coi bà ngoại sống sướng làm sao. Nó không biết nói tiếng Việt nhiều, ý nó là bà sống không có khổ. Bà cụ đó là phước nghiệp. Nghĩa là sống con cái thương yêu chăm sóc, già bệnh con cái chăm sóc, trăm tuổi con cái chăm sóc, người đó là phước nghiệp. Nhưng mà muốn có phước á, đâu phải tự có, mình phải tu mới tạo mới có. Giống như muốn có ăn thì phải đi làm mới có ăn. Chứ ai mà ngồi đó mà tụng kinh mà cơm rớt xuống. Cho nên cái nghiệp á, là cái thói quen. Mà cái thói quen này á, chúng ta tạo ra ba chỗ. Một là nói, hai là hành động, ba là suy nghĩ. Chúng ta thường gọi là tam nghiệp. Tam nghiệp là thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp. Và tất cả những gì chúng ta làm, tất cả những gì chúng ta nói, tất cả những gì chúng ta suy nghĩ, nó sẽ gom lại trở thành một cuốn phim. Để khi chúng ta sắp chết, cuốn phim đó sẽ chiếu lên. Cái đó gọi là cận tử nghiệp. Chữ cận là sát bên, chữ tử là chết. Cái nghiệp mà cuối đời khi chúng ta sắp chết. Có nhiều người cuối đời cái tự nhiên hồi lúc mà còn sống ăn chay, ăn tháng cũng được vài ngày, chứ tự nhiên cuối đời không thèm ăn nữa, giờ chỉ muốn ăn thịt cá thôi. Đó là cận tử nghiệp. Có nhiều người khi sắp chết á, nằm yên tịnh nhẹ nhàng. Có nhiều người sắp chết la hét sợ hãi. Tại sao? Tại vì tất cả những gì chúng ta làm nó sẽ quay phim lại. Quý vị có nhớ cái cuốn videotape cách đây mấy chục năm mình xài đó? Khi mình coi cuốn phim đó, cái nó hết á, thì nó tự nó làm gì? Nó tự nó rewind lại. Cái nghiệp mình cũng vậy, cuộc sống của mình cũng vậy. Khi mà cái cuộc sống mình sắp hết là cuốn phim nó sắp hết rồi, thì tự động nó rewind lại, thì chúng ta sẽ thấy hết những cảnh tượng. Có hai trạng thái mà người sắp chết sẽ thấy. Một là họ sẽ thấy những cái việc làm xấu tốt của họ khi còn sống. Hai, cái đó gọi là nghiệp tướng nha.
Cái mà chúng ta thấy, chúng ta sắp chết chúng ta thấy, những cái gì chúng ta đã làm trong khi chúng ta sống đó, cái đó gọi là nghiệp tướng. Rồi cái thứ hai mà chúng ta có thể thấy, cái đó gọi là sanh tướng hay là sanh thú. Chữ thú không phải là thú vật, chữ thú này là cái chỗ chúng ta sẽ hướng tới, cái chỗ chúng ta sẽ sanh về. Pháp Hòa nhớ sư bà Hải Triều Âm á, khi sư bà sắp mất á, sư bà chắp tay niệm Phật. Rồi các đệ tử mới hỏi: thầy ơi, thầy thấy gì? Thấy Phật Di Đà. Hỏi Phật Di Đà mặc màu gì, mặc áo gì? Mặc áo trắng. Thầy thấy có Đức Văn Thù Sư Lợi. Có những người sắp mất á, thấy Phật phóng quang, ánh sáng màu đỏ. Ánh sáng đỏ là ánh sáng hào quang của Phật Di Đà. Hào quang xanh là hào quang của Phật Dược Sư. Nhưng mà những cái ánh sáng đó, đó nó dịu lắm, nó làm cho mình phấn khởi. Còn có những ánh sáng nó rực rỡ, nóng bức, nó làm cho mình sợ hãi. Đó là ánh sáng của ma, của ác đạo. Chờ khi mình sắp mất á, có khi mình thấy những việc gì chúng ta sống, chúng ta đã từng làm, nó trở lại nó cho mình thấy. Thì cái đó gọi là nghiệp tướng. Rồi chúng ta sẽ thấy được, có thể chúng ta thấy được cái cõi chúng ta sắp về. Có thể đọa lạc, có thể là ở cõi lành. Cái đó gọi là sanh thú. Chữ thú này là hướng tới, đi tới. Cho nên á, thật ra mà tu á, nó không có làm gì ghê gớm đâu. Chỉ cần ba việc thôi: sửa thân, sửa miệng, sửa ý. Cái thân của chúng ta có những lỗi lầm do hành động. Cái miệng chúng ta có lỗi lầm do lời nói. Cái ý của chúng ta có lỗi lầm do sự suy nghĩ. Nếu chúng ta luôn luôn nghĩ tốt thì chúng ta sẽ trở thành một cái nghiệp, gọi là nghiệp của ý nghĩ tốt. Ví dụ như mình thấy ai làm gì á, khoan phán xét. Khoan có nhận định, mà đa số mình nhận định xấu mà. Ít khi mình nhận định tốt lắm. Tại vì sao? Nhiều đó thôi là mình biết chúng sanh ta, cái tâm tư của chúng ta hướng về cái gì nhiều. Cho nên cái tâm của chúng ta là hướng về cái thiện thì chúng ta sẽ luôn nghĩ thiện. Ví dụ người ta làm gì sai, thay vì mình trách móc, thôi chắc có thể có hoàn cảnh, người ta có vấn đề, có hoàn cảnh, cho nên mình không có nói được. Ở đây có rất nhiều gia đình, thì lên chùa mỗi gia đình mỗi hoàn cảnh. Rồi đôi khi các vị mới nói: sao thầy tùy thuận chuyện đó? Pháp Hòa mới nói: chị Pháp Hòa hiểu được cái hoàn cảnh của người ta. Quý vị khách quan mà. Thí dụ như theo nhiều cái cách nó 1, 2, 3, 4 vậy đó. Cái tự nhiên bữa nay để 3 lên trên mà 1, 2 đi đâu? Nó có chuyện chứ không phải lý, không phải không có lý do. Nhưng mà tại vì mình á, chưa thấy được cái chỗ đó, mình nói. Vì mình bắt buộc phải 1, phải 2, phải 3, phải 4. Nhưng mà có những trường hợp phải nói một, nói bốn, nói năm trước, mà không phải nói một trước. Tại vì Phật Pháp vô biên, tùy duyên mà quá độ. Mỗi người mỗi bệnh thì thuốc men nó cũng có khác. Ví dụ như Việt Nam mình á, sáng là ăn tô phở, mà hình như mình ăn món nào cũng chín đó. Sáng cũng có thể ăn được dĩa cơm. Nhưng mà người Mỹ ta sáng ta ăn gì? Ăn yogurt, ăn trái cây. Cái mình nói sao ăn kỳ vậy, cái này phải ăn sau giờ cơm. Việt Nam mình ăn là ăn dessert, là ăn sau cơm đó mà. Người Mỹ ta ăn mấy đó ta ăn trước, thí dụ vậy. Hoặc là sáng người ta ăn những cái chất đó làm chi, để nó cleanse, nó clean cái body. Còn mình là phải ăn bụng đã, rồi bắt đầu mình phải ăn mấy chất đó vô. Thành thử mỗi một cái truyền thống có cách ăn khác. Ngay cả tụng kinh ở trong Phật giáo cũng vậy. Mỗi một cái miền có một cái cách hành trì, mục đích là phù hợp cho hành giả ở quốc độ đó.
mà không có cái gì gọi là bắt buộc cả. Ở đây Pháp Hòa chủ trương những khóa tu Phật tử về tu đông, cho nên chủ trương là tụng kinh tiếng Việt để cho Phật tử được thấm hiểu những lời dạy. Nên mình đem những cái tiếng Hán, những cái bài thần chú, người ta không phải xấu, không phải là không tốt, nhưng mà người ta không hiểu thì uổng cái thời kinh đó người ta ngon ta tụng. Mình tụng gì cho người ta hiểu, ta ứng dụng, ta về ta tu. Một năm ta đi chùa được có mấy bữa, một mục đích ta tới là người ta tu và học. Mình chỉ cho người ta tu, chỉ cho ta học, mà học người ta không hiểu gì hết, tụng ta chẳng hiểu gì hết, thì có phải ba ngày ta về uổng không? Cho nên cái mục đích của mình là nói cái gì cho người ta hiểu, tụng cái gì cho người ta hiểu, mà người ta hiểu là mình thành công rồi. Ta hiểu là mình thành công rồi. Cho nên á, tụng ngắn, tụng dài, tụng gì không biết, nhưng mà xong cái lễ đó mà ta hiểu anh nói cái gì là ok. Còn anh nói 1 tiếng đồng hồ sao đứng dậy, ta không hiểu anh nói gì hết, thì coi như anh đủ 1 tiếng rồi đó. Nhưng mà ta không hiểu anh nói gì. Thì Pháp Hòa nói trước cái chuyện nghiệp đó để dẫn cái câu kinh Pháp Cú thứ 15 trong phẩm thứ nhất là phẩm song yếu, câu thứ 15: nay sầu đời sau sầu, kẻ ác hai đời sầu, nó sầu nó ưu não thấy nghiệp uế mình làm. Cái câu này là một cái trường hợp là do một cái ông, ông làm cái nghề đồ tể, thì khi ông sắp mất, những cái hình ảnh mà ông chặt, ông giết, ông làm đó, nó hiện về, nó làm cho ông đau khổ la hét. Hồi nhỏ Pháp Hòa có đi một cái đám tang của ông cụ này. Ông làm cái nghề giết heo mấy chục năm. Thì khi mà ông sắp chết, ông cứ nằm trên giường, ông cứ ép ép hoài mà không chết. Cứ nằm trên giường kêu y như heo, mà nó kêu giờ lúc mà cắt cổ nó vậy, mà nó không chết. Thì cuối cùng người ta mới bày, lấy chính cái con dao mà ông thường xài đó, rồi lấy cái chậu mà ông thường dùng để đựng đó, lại để ngay cổ của ông, rồi khứa khứa vậy, giả bộ khứa khứa vậy nè, mà thiệt làm mấy phút sau ông chết. Người ta hay kêu sanh nghề tử nghiệp á. Mình sống mình làm nghề nào nó thành cái nghiệp rồi, mình sẽ đi mình chết vì cái nghiệp đó. Cho nên nghiệp á là gì? Không có ai cho mình hết, nghiệp là tự mình. Pháp Hòa ví dụ bây giờ mình đi chùa thường rồi, mỗi lần mình bắt phone lên cái mô Phật tu viện Trúc Lâm, nó thành thói quen phải không? Về nhà nhiều khi điện thoại reo cái quên bắt phone lên cái mô Phật tu viện Trúc Lâm. Đó nghiệp đó, nhưng mà nghiệp tốt. Hay là ta gặp mình cái ai cho mình gì cái chấp tài, nửa ra chợ đi chợ ta thối tiền cái cũng chấp tài xong mới lấy. Cái tới hồi giật mình, thành thói quen, thói quen tốt. Còn mình thấy đồ ai để hở hở mình chụp bỏ một túi này cũng thói quen nè. Này cũng thói quen đó, nhưng mà thói quen xấu. Để làm gì? Ôi xin lỗi, tự tôi quen tay, bóc hốt trả lại. Tất cả là đồ đi thói quen, mà hãy cái gì mà thành quen thì là nghiệp. Nhưng mà nghiệp thì có nghiệp tốt, nghiệp xấu. Mình thường xuyên nói tốt, nghĩ tốt, làm tốt là nghiệp tốt. Làm thường xuyên nói xấu, nghĩ xấu là nghiệp xấu. Thì cái ông ni cũng vậy. Nay sầu, đời sau sầu. Nay là ở đâu? Đời này nè. Nếu mà đời này mình tạo, mình sống khổ mà không có chuyển được thì đời sau khổ tiếp. Cho nên không có tự giận nha. Khổ mà chưa giải quyết được, mày nghĩ là chết là hết khổ à? Không hết. Chẳng qua là mình ăn gian, mình quịch khổ đời này, rồi ở một cái đời nào đó mình tiếp tục khổ. Cũng giống như Pháp Hòa nợ quý vị, rồi Pháp Hòa không trả, Hòa dọn xuống Calgary. Thế nào không gặp à? Mà gặp là kỳ này là không có nể nữa nha. Thọp cổ à, ê có vậy mà ăn ăn quịch ha. Còn nếu mà ở đây mà trả vậy mà từ từ, ta tới nhà, ta tới ngày, tới tháng, ta tới ta đòi thôi, ta không có sỉ vả mình. Còn nếu mình quịch của người ta sỉ vả mình, ta bắt mình trả mà ta còn sỉ vả nữa.
Cho nên đời này, cái câu kinh nó gọi là đời nay và đời sau, nghĩa là trong kiếp này và trong đời sau. Cũng giống như mình khổ đó ha, mà nếu mà mình chưa có giải khổ thì mình ở Edmonton mình cũng khổ, mình dọn qua Vancouver mình cũng khổ, tại cái tâm khổ nó giống nhau. Cho nên tu là mình chuyển, làm sao chuyển được cái tâm khổ, cái tật nghiệp của mình, chứ không phải cái bề ngoài, không phải là cái chuyện dời chỗ. Hồi xưa có cái con chim đó, nó dời chỗ nó đi hoài, rồi con chim bạn mới hỏi tại sao bạn cứ dọn đi hoài thế. Nó nói tại vì tiếng hót của tôi dở quá, tôi cứ lấy đá người ta luyện tôi hoài cho nên tôi dọn chỗ. Thì cái con chim bạn nó mới nói: anh ơi anh, nếu anh không muốn người ta luyện đá anh thì anh phải đổi cái tiếng hót của anh đi. Anh mà cứ giữ cái điệu hót này hoài thì anh đi đâu anh cũng bị chọi đá giống nhau. Con người mình cũng vậy, mình không đổi được cái tâm, cái tật nguyền của mình á, thì mình đi đâu cũng giống nhau à. Cho nên hai người mà sống chung mà nói tôi với ông không hợp mà cắt đứt cái rụp á, rồi cũng mỗi người ôm tật rồi đi kiếm người khác, tật nó thanh tiếp, thì người kia cũng đâu có chịu nổi. Cho nên chuyển cái tật đi thì khỏi cần đổi ai hết trơn hết. Thấy không? Cho nên mình quan trọng là mà cái tật là cái nghiệp đó. Cho nên cái cách nói của mình không dễ thương á, dù mình vô chùa người ta từ bi cỡ nào rồi chập rồi riết cái người ta từ bi thiệt á, có nghĩa là ta không chửi thôi, mình ta im lặng, ta né mình, còn ngoài đường là ta không tha đâu nha. Không? Nhưng mà vô chùa người ta không nói, ta nhịn, cái người ta thấy mình đâu người ta lánh chỗ khác là mình biết rồi đó. Cho nên á, đường cùng nữa là mình coi như cái quả là gì, mình không có người nào để mình có thể thân thiết được. Vì vậy mà cho nên đời nay đời sau sầu, kẻ ác hai đời sầu. Mà ác là gì, mà thiện là gì? Khi nào lời nói hành động chúng ta làm người khác tổn thương gọi là ác, lời nói hành động chúng ta làm cho người ta hạnh phúc gọi là thiện. Đơn giản vậy thôi. Mà người ta định nghĩa ác là tổn giảm, thiện là tăng ít. Chữ thiện nghĩa là tăng ít, chữ ác nghĩa là tổn giảm. Vì vậy cái câu kế nè: đời vui, nay vui, đời sau vui, làm phước hai đời vui. Nó vui, nó an vui, thấy nghiệp tịnh mình làm. Cái câu này là nói đến ông Cấp Cô Độc. Mà quý vị biết ông Cấp Cô Độc là một người đệ tử Đức Phật, tại gia mà rất giàu có. Và vì ông tại gia giàu có cho nên ông làm phước. Và vì vậy mà cuối đời nhiều cái phước đến với ông. Pháp Hòa hay nói á, có nhiều người ở cuộc đời này họ sống tốt, cho mình nhìn cái đám tang họ mình cũng biết. Tại vì sao? Tại vì người thương, người ta tiếc nuối người ta tới. Vì vậy mà hồi nhỏ mình học cái câu á: khi con sanh ra con khóc, người xung quanh ta cười. Tại vì mình là một đứa nhỏ, mình sanh ra mình khỏe mạnh, mình khóc, mình khóc nghĩa là mình khỏe mạnh, thì người xung quanh thấy mình khóc thì người ta vui, người ta cười. Vậy thì con phải sống như thế nào để khi con chết đi con cười mà người ta khóc? Con cười con hạnh phúc, con sống viên mãn cuộc đời rồi con đi, người khác nuối tiếc con người ta khóc. Khi con sanh ra con khóc, người xung quanh con cười. Vậy thì con phải sống như thế nào để khi con ra đi con cười mà người xung quanh con khóc? Còn các bậc cổ nhân người xưa dạy: nhất nhật hành thiện, thiện do bất túc. Gọi là chung thân hành thiện, thiện do bất túc. Nhất nhật hành ác, ác tự hữu dư. Cả đời làm lành còn chưa đủ, một ngày làm ác, ác tự đã dư. Nghĩa là cả đời mà làm lành á còn chưa đủ nữa đó, nhưng mà chỉ cần một ngày làm ác thôi, ác nó dư. Pháp Hòa nói ví dụ như hồi 911 á, chỉ có ngày đó thôi mà thế giới đều đứng cả chục năm. Đó, có dư không? Chỉ một cái giây phút làm ác thôi, ác tự hữu dư. Rồi thí dụ như giờ mình cho người ta một cái chén cơm, mình ta ăn, ta sống đi, làm suốt đời cũng không đủ. Nhưng mà nếu ví dụ như mình nóng nảy, mình lấy dao mình đâm chết người đó rồi, người đó chết phải không?
gia đình họ khổ phải không? Mình cũng vô tù phải không? Gia đình mình cũng khổ theo mình. Có phải là một ngày làm ác, ác tự đã dư không? Mình làm một xong một hành động ác đâu phải một người mà mình ghét nó chết đâu. Biết bao nhiêu người xung quanh. Cho hồi xưa có một cái người đó, họ muốn hại người kia. Họ tới nó hỏi một vị thầy. Thì ông thầy mới nói vậy nè. Ông nói bây giờ á, con thấy cái người mà con ghét nó đang đứng đổ xăng. Con nói rồi, kỳ này là coi như cơ hội tốt rồi, con lấy cái bật lửa con châm cái cho cái bình cái chỗ xăng nó nổ chết cái người mà con ghét đó. Nhưng mà con có nghĩ là cái người đó chết không? Hay là xung quanh đó bao nhiêu người sẽ chết theo? Phải không? Thành thử ra mình biết á, chung thân hành thiện, thiện do bất túc. Cả đời làm lành, lành còn chưa đủ. Một ngày làm ác, ác tự đã dư. Nhất nhật hành ác, ác tự hữu dư. Cho nên một hai câu này để nói lên hai trạng thái sống và chết của hai người. Một người thì sát sinh, một người thì bố thí. Đã, nay vui đời sau vui, làm phước hai đời vui. Đời này mình được người thương kẻ mến, đời sau sanh ra nơi nào cũng không thiếu thốn. Còn nếu ngược lại, nay sầu đời sau sầu, kẻ ác hai đời sầu. Mà thưa đại chúng là chữ ác nghĩa là gì? Khi chúng ta làm cái gì, chúng ta sống như thế nào mà chúng ta làm người khác, chúng ta làm tổn giảm cái thiện ở nơi mình. Rồi câu thứ tư, câu thứ ba là nay than đời sau than, kẻ ác hai đời than. Nó than ta làm ác, đọa cõi dữ than hơn. Đời này mình than, than là than thở đó. Đời sau mình than thở, thì kẻ xấu hai đời than thở. Nhưng mà không than, cái khổ đó không bằng cái khổ mà chúng ta sống ở địa ngục. Cái câu này là nói tới ngài Đề Bà Đạt Đa, là đệ tử của Đức Phật. Đệ tử của Đức Phật nhưng mà cũng là bà con của Đức Phật luôn. Đề Bà Đạt Đa với Đức Phật là bà con. Ông đi tu, nhưng mà ông thường tạo những cái chuyện gọi là để hại Phật. Thì cuối đời ông hối hận. Ông muốn gặp Phật lần cuối trước khi chết. Và thưa đại chúng, kêu các đệ tử khiêng thầy Đề Bà Đạt Đa từ ở chỗ bệnh đó đến gặp Phật. Thì trên đường không gặp Phật được, mà cái bệnh nó trở nên mà ngài chết một cách rất là đau khổ, rất là đau đớn. Thì đó là cái câu chuyện của ngài Đề Bà Đạt Đa. Thì khi mà cái câu chuyện này nó xảy ra, thì Đức Phật nói cái câu như vậy: nay than đời sau than, kẻ ác hai đời than. Nó sướng ta làm thiện, tức là khi chúng sở dĩ chúng ta được sướng, được hạnh phúc là nhờ chúng ta sống thiện. Còn nếu chúng ta muốn than phải không, đọa xuống cái cõi địa ngục, cõi xấu, nó còn khổ, nó mới thật sự là cái than. Phong Hòa ví dụ vậy nè, đời này á, mình thiếu ăn, mình than nghèo, nhưng đó chỉ là cái nghèo của vật chất thôi. Nó không bằng cái khổ của cái người khổ tâm. Nếu mà cho mình so, mình tự chọn á, tôi thà là tôi ăn thiếu thốn, nhưng mà miễn sao cho đời sống tâm hồn tôi được vui. Còn nếu như mà mình ăn sung sướng, mình ở hạnh phúc, ở rất là sang trọng, nhưng cái tâm mình đau khổ, không có hưởng gì được hết. Cho nên Đức Phật nói á, đọa cõi dữ than hơn, tức là mình đi vào cái cõi xấu khổ đó, nó khổ còn hơn là cái chuyện bình thường mình sống nữa. Câu thứ 18: nay sướng đời sau sướng, nay sướng đời sau sướng, làm phước hai đời sướng. Nó sướng ta làm thiện, sanh cõi lành sướng hơn. Hồi nãy Đức Phật ví dụ á, đời sống vật chất mình than khổ phải không, nhưng không khổ bằng khi đọa. Cũng như thế, nếu chúng ta cho rằng cái sướng của đời này đó, có ăn nè, có mặc nè, ở nhà sang rồi sướng phải không, chưa đâu, lên cõi trên sống còn sướng hơn nữa. Tại vì cõi này á, muốn sướng là phải công xương làm, rồi bắt đầu dư dả, bắt đầu mới hưởng. Mà không biết hưởng là mất á.
không biết hưởng là mất á. Mà thậm chí còn sợ mất á, chính là sợ hàng xóm ăn trộm là phải đặt máy nữa, đi còn phải dò thám nữa. Rồi bây giờ là phải cài vô cái phone nó lâu lâu quẹt lên coi có ai làm gì ở nhà không. Rồi lâu lâu vậy cái có nhiều khi cái camera ban đêm á, có con này con kêu nó bay cái cánh sáng, cái ánh sáng của nó bay phone lên chùa, thầy ơi nhà con có ma. Hỏi sao vậy? Con thấy trong camera có bóng nó bay vậy nè. Pháp Hòa mới nói trời ơi chùa nó bay hà rầm. Đức Phật mới nói á, cõi này sướng nhưng mà lên cõi trời còn sướng dữ nữa. Ngược lại cũng thế. Bây giờ mà than khổ phải không? Đọa địa ngục còn khổ hơn. Có một cái năm đó Pháp Hòa tổ chức khóa tu cho mấy em nhỏ. Rồi Pháp Hòa mới tổ chức một chuyến hành hương cho các em đi khắp các chùa ở trong Ém Minh Tinh. Thì cái bữa đó ghé qua chùa Người Miên. Thì quý vị biết người Miên, người Campuchia đó, người ta đâu có ăn chay. Mà đến ngay cái giờ trưa của người ta nữa, trời ơi đủ thứ mùi. Nhất là cái mùi mắm á. Mà mùa hè nữa, nóng đực lắm. Trời ơi đứa nào nó cũng ngồi nó khổ quá trời. Nó nói thầy ơi con vừa nóng mà vừa hôi nữa. Cái con đứa kia nó nói đừng có nói nữa, xuống địa ngục còn khổ hơn này nữa. Mà nó mới có 9-10 tuổi thôi mà nói vậy đó. Thì qua bốn cái câu kinh này, nó chỉ có hai chuyện để chúng ta nói thôi. Một là thiện, hai là ác. Nó có hai chuyện chúng ta nói thôi, khổ đau hạnh phúc. Như vậy cái vấn đề ở đây là giữa cái nhân quả. Nếu mà chúng ta tạo nhân lành thì chúng ta hưởng cái lành. Mình nhìn vào một cái người mà người ta hưởng cái phước á, nó chờ tôi hâm mộ chị, anh, bác. Nhưng mà cái đó là một quá trình tạo phước. Pháp Hòa ví dụ, mình già sao con cái quấn quýt với mình, thương yêu chăm sóc mình. Tại sao? Tại vì mình thương con, thương cháu, mình dễ dãi với con cháu. Mình không có bắt bẻ mấy đứa nhỏ, mà mình thật sự mình thương nó. Mình không có nói những cái lời chia rẽ vợ chồng nó. Có nhiều khi mình tức đứa con dâu, cái mình nói cho vợ chồng nó xích mích. Thậm chí có nhiều người mẹ chồng mà tốt, thương con á, nhiều khi con dâu nó đối xử xấu với mình cũng không nói cho con nghe nữa, mà nó thôi nói ra nó nóng ruột, rồi vợ chồng nó gây gổ mất hạnh phúc. Thôi con cháu mình hỷ xả cho nó. Thật ra cái người mà sống được cái tâm như vậy thì tự nhiên con cháu thương mình. Cho nên cái gì nó cũng có cái nhân ở trong đó. Rồi bây giờ ngược lại mình sống mà xấu, ai thích nói chuyện với mình hết, thì cũng phải nghĩ lại coi có lý do gì. Có nhiều khi cái cách nói của mình, cái cách hành xử của mình mà người ta sợ, người ta không có. Cho nên nó hai loại thương nghe, thương mà xa và thương gần nữa đó. Có nhiều người mình sợ người ta là tại sao? Tại cái uy quyền. Có những người mình rất là thương kính, trong đó có sợ, nhưng mà không có cái sợ hãi. Sợ kính chứ không phải sợ hãi. Cho nên bốn câu, câu 15, câu 16, câu 17, câu 18 thì nó chung quy chỉ có hai việc thôi: thiện ác, lành dữ. Mình đời này và đời sau căn cứ vào cái đời sống của chúng ta. Cho nên á, mình muốn biết mình chết mình đi về đâu, mình nhìn vào cái đời sống của chúng ta, chúng ta sống như thế nào thì chúng ta sẽ biết được mình đi về đâu. Ví dụ mình biết chắc á, tôi thì không về cõi Phật, cõi trời rồi đó, nhưng mà tôi chắc chắn tôi về cõi người. Mà những cõi người sung sướng á, cõi người lành thiện á, tại vì tôi giữ năm giới tốt. Tôi không có giết người hại vật, tôi không có gian tham trộm cắp, tôi không có tà hạnh, tôi không có lường gạt dối trá, tôi không có rượu chè bê tha. Nhân cách đời này tôi tốt, đời sau tốt. Nếu người nào giữ được năm cái này thì nhân cách đời này tốt. Mà nhân cách đời này tốt thì đời sau làm người. Cái đó Phật giáo gọi là nhân thừa. Còn mình giỏi nữa, mình tăng lên bước nữa nè. Tôi chẳng những tôi không sát sinh mà tôi còn phóng sanh. Tôi chẳng những tôi không trộm cắp mà tôi còn bố thí. Tôi chẳng những tôi không tà hạnh mà tôi còn khuyến khích, dạy dỗ cho mọi người sống chánh hạnh. Tôi chẳng những tôi không nói lời dối trá mà tôi nói lời chân thật.
Tôi không nói những lời đâm thọc gây gỗ mà tôi nói lời hàn gắn. Tôi không nói những lời ác ôn chửi rủa mà tôi nói lời hiền lành. Tôi không nói những lời vô ích mà tôi luôn luôn nói những lời khuyến khích hữu ích. Tôi không có tham bằng cách là tôi sống biết đủ, có nhiêu tôi cũng biết đủ. Tôi không có sân là vì tôi thấy mọi người là bà con quyến thuộc. Tôi không có si mê lầm lỡ là bởi vì tôi biết quán tất cả các mọi sự mọi việc. Nó có nguyên do, nó có nhân quả, nó có cái cội nguồn. Giảm si mê. Thân miệng ý. Người nào sống thiện được cái điều đó, chẳng những bỏ cái ác mà còn làm cái lành, thì người này sanh về cõi trời, đạo Phật gọi là thiên thừa. Còn người nào giữ năm giới đi, không sát sanh, không trộm cắp, không tà hạnh, không nói dối, không uống rượu, nhân thừa. Còn nếu như trong năm giới mà mình giữ không nổi, giữ có bốn giới à, tốt, không sao. Từ một giới tới hai giới gọi là thiểu phần u bà tắc, cư sĩ thiểu phần. Giữ được ba giới gọi là bán phần, là phân nửa. Giữ được bốn giới là đa phần. Giữ được năm giới gọi là toàn phần. Không lẽ mình tu không nổi? Không lẽ hai giới tu không nổi? Đấy không? Cho nên đừng có sợ quy y, đừng có sợ phải giữ giới. Có nhiều vị nói thôi tôi còn sân lắm, tôi không tu được đâu. Tôi còn hung dữ lắm, tôi tu không được đâu. Tôi còn sống dở lắm. Thật sự nếu mình còn sống dở nè, mình còn sân si nè, mình còn phiền não nè, mình biết mình còn cái đó đó, phải tu gấp. Tại vì chỉ có tu mới giảm được mấy cái đó. Còn mình biết mình còn cái đó mà không tu, chừng nào nó hết. Cứ nói thôi cái bàn này nó dơ lắm, khỏi lao. Sao nó sạch được? Cái bàn rất là dơ, tôi sẽ cố gắng mỗi ngày tôi lao một chút, lao riết cái bàn nó sạch. Cái kiến này nó đám bám bụi, phải lấy lao cái bụi đó, kiến nó mới trong. Còn nói thôi bám bụi lắm, để nó đi, tự nhiên nó sạch, không bao giờ được. Con người mình cũng thế. Mình biết mình còn tham, còn sân si phiền não, thì phải tu. Mình chữ tu này là sửa đó. Mình chỉnh sửa mỗi ngày, lau chùi một chút, thì lâu ngày nó mới sáng, nó mới trơn tru ra được. Còn không thì không bao giờ nó hết được. Cho nên không phải quý vị mới cần tu đâu, mà ai cũng cần tu. Nhưng mỗi người mỗi trình độ tu nó khác. Ví dụ đi, bây giờ so ra với các thầy, các sư cô, với quý Phật tử thì các thầy cô hơn rồi, tu được một bước rồi. Nhưng chưa được đâu. Vô trong này nó sân si kiểu khác. Ở ngoài đời nó sân si kiểu khác, vô trong này nó sân kiểu khác, nó tham kiểu khác. Ở ngoài hết trà, ở ngoài thì trà đồ nhôm là tham đó. Trong này không có gì để trà hết, tham kiểu khác. Thí dụ giờ vô trong này mình được cái chức làm cái gì đó, cái bắt đầu nó không có tham lợi, bắt đầu tham danh. Thật ra mỗi người mỗi một cái trình độ tu tập. Chứ cõi nào còn chúng sanh, cõi đó còn phiền não. Mà chính vì chúng ta còn phiền não cho nên Phật dạy mình tu mỗi lúc mỗi nơi. Vô chùa là người khá hơn, được ở trong bệnh viện. Còn mình là bệnh mà chưa có chỗ cho nằm, về nhà tự cách ly, tự chữa bệnh. Người nào cũng phải tự lo hết. Vô trong này phải nghe lời bác sĩ, y tá, bệnh nó mới hết. Nhưng mà may mắn hơn, trực tiếp được sự chữa trị. Cũng giống như mình ở bệnh viện vậy thôi. Nhưng mà tất cả đều là bệnh hết. Thôi thì hôm nay Pháp Hòa chia sẻ với đại chúng bốn câu trong Kinh Pháp Cú. Phẩm song yếu là phẩm đầu tiên á, mà hôm nay chúng ta học được 12 câu rồi, 13 câu rồi. Xin lỗi, 14 câu rồi. Hôm nay chúng ta học câu thứ 15, câu 16, câu 17, câu 18. Ngày tuần tới chúng ta học hai câu khác. Chúc đại chúng có một cuối tuần an lạc. Hồi nãy Pháp Hòa có nói với các bạn, cuộc sống này cái vấn đề không phải là thoải mái hay là không thoải mái. Mọi việc thoải mái hay không là do mình. Mình chấp nhận sự việc thì tự nhiên nó bình an. Mình không chấp nhận thì tự nhiên nó thành ra khó chịu. Ví dụ như là mình ăn một cái tô mì người ta nấu ra cho mình ăn,
Mình đi vô ngay trong nhà hàng, mình kêu một tô mì nước, thì cái người nấu hơi mặn, mình nói mặn quá, không ăn, mình bỏ. Thì cho dù mình nói mặn quá mình bỏ thì cũng không có nghĩa là người ta không chặt tiền mình. Mình vẫn phải trả tiền đủ. Cái vấn đề là tại mình không ăn thôi, chứ không phải người ta nấu có vấn đề gì cả. Vậy thì bây giờ mình muốn ăn cái tô mì mình lỡ nó quá lạ, nóng quá mặn, thì chúng ta phải làm gì đó để cái tô mì của mình nó ngon theo cái khẩu của mình. Ví dụ như mình thêm miếng nước sôi, hay là mình vắt vào đó một lát chanh, hay là thậm chí mình bớt nó ra, làm sao đó để mình ăn cái tô mì ngon lành. Thì trong cuộc sống này cũng vậy, chúng ta sẽ thường gặp những cái cảnh hay là người mà làm cho mình khó chịu, làm cho mình khó chịu. Và cái vấn đề là chúng ta phải làm sao thực tập để mình vẫn nhẹ nhàng thích ứng được với cái hoàn cảnh đó. Cho nên cái vấn đề là chúng ta tập thích ứng. Thí dụ như mình đi đến một cái nơi nào đó, người ta cấm không cho hút thuốc, mà mình lại có cái tật nghiền thuốc, thì mình đừng có sống theo cái thói tật của mình, thì người ta sẽ cười là mình không có thấy được chân lý. Cái chỗ người ta đã cấm hút thuốc mà mình vẫn ngang nhiên hút thuốc, nếu tôi vậy đó thì đâu có sao đâu, ai làm gì mình đâu. Nhưng mà người ta sẽ tự nhìn mình là một người thiếu văn minh, thiếu văn hóa. Tại sao nơi người ta để chữ cấm mà mình vẫn làm? Chân lý là cái chỗ đó. Cho nên người nào thấy được chân lý, người đó sống bình an. Chân lý là khi chúng ta đi đến đâu, việc gì người ta yêu cầu thì chúng ta làm. Người ta không để rồi mà mình vẫn cứ đi, tức cười. Có nhiều chỗ người ta để đừng đi ngã này, thì cái ngã đó bị đi nhiều nhất. Nó lạ vậy đó. Còn cái ngã người ta không để gì hết là không ai đi hết. Cho nên cuộc sống này nhiều khi có chuyện lặt vặt trong cuộc sống này, mà nó cứ vợ chồng con cái nó cứ hụt hật hoài. Là tại sao? Tại vì có những cái việc rất nhỏ nó xảy ra mà cứ lặp đi lặp lại. Có nhiều khi ông bà vợ phiền ông chồng, hay ngược lại ông chồng nói có chuyện nhỏ có một chút bà nói hoài, thì bà vợ sẽ nói ủa chuyện nhỏ một chút sao ông không sửa để tôi khỏi nói. Rồi cái mỗi người một chút mà không ai sửa hết, thì cuộc sống nó thành ra bế tắc. Và thậm chí có nhiều khi cái người kia nói người gì đâu mà kỳ cục, tối ngày cứ nói chuyện lắc nhắc. Nhưng mà thật sự chính những cái nhỏ nhặt đó mà mình không chỉnh sửa thì nó thành ra hư chứ gì đâu. Pháp Hòa ví dụ như trong nhà mình có một cái thùng rác, chỉ cần cột cái thùng rác đem ra cửa thôi là hết hôi liền, nhưng không làm. Thì cuối cùng không phải chỉ cái chỗ để thùng rác nó hôi mà cả cái nhà nó hôi. Một miếng thức ăn, xin lỗi đại chúng, bữa nào mà bó rau bó cải nó thối nó hư mà để tủ lạnh đi, mở ra cái tủ lạnh chịu không nổi, nhất là hẹ. Pháp Hòa nói ví dụ vậy. Cho nên trong cuộc sống này cũng vậy, hay là bản thân chúng ta cũng vậy. Có một cái mình lỡ bữa nào mình bị một cái miếng mủ nó trên chân trên tay mình đi, không lấy cái đó ra nó đau nhất chịu không nổi, mà làm lấy nó ra rồi thì tự nhiên người mình nó thoải mái ra thôi. Thì vậy cho nên á, cuộc sống là một cái sự thực tập, và chúng ta phải tập cho mình có mình một cái thích ứng trong mọi hoàn cảnh. Đặc biệt là thời gian suốt mấy tháng này nó cho chúng ta rất nhiều bài học. Cái COVID-19 nó cho chúng ta rất nhiều bài học. Bài học nơi chính bản thân chúng ta, bài học với xã hội, bài học với con người xung quanh, nhiều thứ lắm. Cái quan trọng là chúng ta có vận dụng cái tư duy, cái chánh kiến để chúng ta chấp nhìn nhận ra mọi sự việc không. Pháp Hòa ví dụ như mình đi tới đâu á,
trước khi mà mình bước vào chỗ đó mà người ta mình thấy người ta dán những cái bảng đó, thì mình nên dừng lại đọc mấy cái bảng đó trước cái đã. Để chi? Để coi người ta có những cái gì người ta dặn mình. Có những nơi người ta cấm vào, ta để bảng bước vào là cái chỗ đó nó sẽ hú cái alarm lên, hay là mình vi phạm một cái gì đó, nhưng chúng ta không đọc. Chúng ta tới đó cái chúng ta cứ sẵn tới. Ở trên Tây Thiên á, có một cái balcony, thì mấy anh em Phật tử mới mua một cái tấm gương kiến thay cái chỗ đó, với bệnh đặng định là khi nào mình ngồi á, có cái kiến nó trong á, mình nhìn vô mình thấy thì mình sẽ thấy được cái cảnh luôn. Ngồi uống nước, uống trà, nói chuyện đồ, thấy còn cảnh bờ ruộng á. Nhưng mà thưa đại chúng á, cái con chim nó không thấy. Nó bay nó thấy một cái miếng trong, nó tưởng đâu là cái khoảng đó là khoảng trống. Nó lủi vô một cái một thôi, nó đập cái mỏ nó vô đó, nó văng ra nó chết liền tại chỗ. Thì những lúc Pháp Hòa thấy, có một hôm Pháp Hòa đứng và thấy cảnh vậy đó, thì Pháp Hòa quán chiếu, Pháp Hòa thấy rằng con người của chúng ta cũng vậy. Có những cái chúng ta không thấy, chúng ta lủi một cái vô thôi chết liền. Có bao giờ mình sớm sát mình làm cái rầm vô cái cửa không? Có chứ. Mà những cái lúc mà mình đi mà mình nghĩ rằng ở phía trước là một khoảng trống, nghĩa là thênh thang đó, mình lủi một cách rất là mạnh. Còn người nào mà đi mà còn lấy tay mà dò dò rờ rờ là còn đỡ một chút nha. Còn người nào mà cứ nghĩ là chỗ đó không có gì hết, lủi vô cái là ra một cái chơi vơi. Chơi cuộc sống này cũng vậy. Có những cái mà chúng ta nghĩ rằng chỗ đó không có gì hết, lủi vô một cái chệt ngặt. Cho nên đi tới đâu ở đây người ta chỉ bảng rất là rõ ràng. Chỗ nào cấm người ta nói cấm, chỗ nào như thế nào người ta để rất là rõ. Nhưng mà nó lạ một cái chúng ta bất chấp. Ở dưới đào thao nè, thiếu gì chỗ để không được đậu xe, even là mình stop vô đó cũng không được nữa. Có nhiều người xin lỗi, mình tạm dùng cái chữ ẩu nha, đâu có sao đâu, tôi ngừng thôi mà, để máy nổ, chạy vô mua cái gì đó, đi ra lãnh cái ticket 45 đồng. Có một lần Pháp Hòa đi mua xả dưới chợ tàu nè, gấp quá tấp đại vô cái chỗ đó mà mình biết nó không cho đậu rồi, nhưng mà mình nghĩ là bây giờ mình đang gấp lắm, đi vô mua bó xả đồng thí dụ vậy ha, đi ra trả thêm bó xả 45 đồng. Thành ra bữa đó đem cái bó xả về mà nó nặng nề lắm. Mà lúc kỳ lần này là sắc xả mà phải nghiến răng nha, tại mày mà tao thêm 45 nha. Cho nên nhiều khi chúng ta chỉ ẩu một chút thôi. Ở trong chứng đạo ca, tổ Huyền Giác nói sai chi hào ly thất thiên lý. Sai chi hào ly thất thiên lý, chỉ cần sai một ly thôi mình đi cả bao nhiêu dặm đường. Ngài Trần Thái Tông, ngài có một cái bài kệ nói về cái sự vướng mắc của mắt tai mũi miệng. Lưỡi vướng vị ngon, tai vướng tiếng, mắt theo hình sắc, mũi theo hương. Lưỡi vướng vị ngon, tai vướng tiếng, mắt theo hình sắc, mũi theo hương. Lên đơn làm khách phong trần mãi, ngày hết quê xa vạn dặm đường. Mình mãi là một cái người khách lên đơn, dính mắt, gá chỗ này chút, dính chỗ kia chút, hết một ngày mà chưa đi tới đâu hết. Có bao giờ mình bị cái trường hợp là mình định đi chỗ đó mà cuối cùng mình ghé chỗ này một chút, ghé chỗ kia một chút mà hết ngày mà chỗ mình muốn tới chưa tới được không? Có bị trường hợp đó không? Có. Đó. Cứ một ngày như vậy mà ôi thôi không sao, mai, rồi mai lại có chuyện khác.
ghé chỗ này chút, ghé chỗ kia chút. Đúng là lên đên làm khách phong trần mãi, ngày hết quê xa, hết một ngày. Cái chỗ cũ của mình đã xa rồi mà chưa tới cái chỗ mình muốn tới. Cho nên nói về cái sự mà dính mắc của chúng ta, thì Đức Phật nói về sáu căn dính mắc, hay là giống như các thiền sư, các ngài nhắc nhở mình vậy. Có nhiều người thích ăn cái bận rộn ăn, chuyện ăn cả ngày. Có người thích mặc thì đi shopping cả ngày. Mỗi người chúng ta bị vướng một vấn đề, mà có nhiều người vướng nhiều thứ nữa. Mà vướng nhiều thứ thì tốn nhiều thời gian, tốn nhiều tiền của, và chúng ta mất rất nhiều thứ. Có những Phật tử bây giờ: thầy ơi, giờ sao con gửi con của con lên để nhờ thầy dạy nó? Mà hồi nhỏ lúc nó mà còn cái tuổi còn dạy được thì sao? Không. Tại sao? Tại vì mình bận đi làm, mình không có thời gian cho nó. Rồi mình nghĩ nít mà ép uổng nó làm chi, vân vân. Nhưng mà khi nó tuổi nó lớn rồi thì khó lắm. Cho nên đừng có nghĩ, thí dụ bây giờ mình 50 tuổi, 60 tuổi mình vô chùa, cái đời mình có thể thâm sâu mà cái đạo mình rất là non. Cho nên những cái trường hợp mình lớn tuổi vô chùa thì cũng phải thúc liễm giống như y như một người nhỏ vậy đó. Mà nhiều khi cái người nhỏ nó dễ thúc liễm hơn, còn mình có lớn rồi có bộ khó. Tại vì trong đầu mình á, không thấy bằng tướng thì cũng thấy bằng tư tưởng. Ví dụ bây giờ mình không còn đi nhậu nữa, nhưng mà ngồi chọc hồi nhớ 20 năm trước, bữa nào ông Phật tử cũng vô: ô, 20 năm cho tôi nhậu với ông này nè, 10 năm trước tôi đi câu cá với ông kia kìa. Có nhiều khi cái tướng, hình tướng mình không còn mà trong này nó còn. Quý vị nhớ câu chuyện là có cái ông đó, ông thầy á, ông đi qua đò. Ông đi qua đò thì ai người ta cũng trả con đồng à, mà cái cô lái đò lấy ổng tới 3 đồng lận. Thì cô ông thầy nó mới nói: ủa tại sao mà cô bất công vậy? Mọi người cô lấy con đồng mà cô lấy tôi tới 3 đồng. Thì cô này mới nói: dạ 1 đồng qua đò, 1-2 đồng thầy nhìn con. Rồi lần sau qua đò, ổng không thèm nhìn cô này nữa. Nhưng mà qua tới bờ bên kia, cô này lấy 4 đồng. Ông nói: tôi bữa nay tôi không có nhìn cô rồi nha, sao cô lấy tôi tiền? Nói: dạ 1 đồng thầy qua đò, thầy không nhìn thẳng con mà thầy nhắm mắt lại thầy nhìn con bằng tưởng tượng. Con lấy 4 đồng. Cho nên nhiều khi trong chúng ta cái tâm này đó, mình đi rất là xa. Tại vì cái này nó không hình tướng, mà chính nó không hình tướng cho đi rất rất là xa. Mai mốt mình học kinh Pháp Cú sẽ học tới câu đó: tâm phàm phu đi một mình, đi rất xa. Bây giờ quý vị ngồi đây nè, nhìn cái hình tướng là quý vị tréo chân, quý vị ngồi chỗ đó. Tất cả chúng ta ngồi đây, ngồi chỗ đó, nhưng mà hãy nhắm mắt lại là bắt đầu mình đi. Một lát nữa đi đâu ta? Có nhiều khi một lát mới đi nha, nhưng mà chuẩn bị trước. Hành, tỏi, đường, muối vậy đó, chuẩn bị. Rồi có nhiều khi chúng ta đi về cái quá khứ, có nhiều khi chúng ta đi cái tương lai, mà cái hiện tại chúng ta quên mất tiêu. Cho nên ở trong cuộc sống á, chúng ta nhận định mọi việc như là, và chúng ta không có nhận định sai. Lấy dù bây giờ đang ở trong cái thời gian mà gọi là bệnh dịch, chúng ta phải nhận biết cái đó. Để làm gì? Để mình làm sao mình bảo hộ cho mình, cho người, hay là cho cộng đồng. Rồi thậm chí vì dịch này không phải ảnh hưởng tới vấn đề bệnh, mà ảnh hưởng luôn cả kinh tế, ảnh hưởng luôn cả kinh tế. Bây giờ mình thấy may á, hôm nay mình còn sống sót được là có một số người gì có tiền để dành. Hôm nay sống bằng tiền để dành. Có người thì được chính phủ giúp đỡ. Cho nên cuộc sống của chúng ta bất cứ việc gì nó cũng có thể xảy ra. Mà cái quan trọng là chúng ta mở lòng và chúng ta nhận ra được sự thật, chúng ta thích ứng được mọi hoàn cảnh trong mọi nơi mọi lúc nó đang xảy đến. Hôm nay mình học câu kinh Pháp Cú thứ 11 và thứ 12 ở trong phẩm Song Yếu. Câu thứ 11 là: không chân
tưởng chân thật, chân thật thấy không chân, chúng không đạt chân thật do tà tư tà hạnh. Ngược lại câu thứ 12 là chân thật biết chân thật, không chân biết không chân, chứng đạt được chân thật do chánh tư chánh hạnh. Hai câu này nó nghịch lại với nhau. Câu đầu là cái sự việc không chân thật thì mình lại cho nó là chân thật, cho nên gọi là không chân tưởng chân thật. Mà đại chúng nhớ, cái gì tưởng là không thật nha. Chưa gặp em anh vẫn nghĩ rằng có người thiếu nữ đẹp như trăng, tưởng đó. Cái đó là tưởng đó. Không chân tưởng chân thật, chân thật thấy không chân. Cái gì chân thật thì thấy nó là không chân thật. Người nào như vậy đó, chúng không đạt chân thật. Những người có cái thấy như vậy thì không đạt được chân thật. Vì sao? Vì người này có cái tà tư tà hạnh. Chữ tà là lệch, là nghiêng. Tư là tư duy. Do cái tư duy mình lệch lạc, do cái việc làm của mình lệch lạc, cho nên mình sống một cuộc đời lệch lạc. Ngược lại, chân thật biết chân thật, không chân biết không chân, chứng đạt được chân thật do gì? Do chánh tư chánh hạnh. Chữ chánh là ngay, chữ tà là lệch, nghiêng. Ví dụ như buổi chiều á, mặt trời nó nghiêng về phía tây, chúng ta gọi là chiều tà. Chữ tà là nó nghiêng, nó lệch bên. Kể ngồi mà cho ngay ngắn gọi là chánh, chánh đó, chánh. Thí dụ như mình kêu chánh giữa, thật ra chữ giữa là chánh rồi đó. Mà người Việt Nam gọi là chính giữa hay là chánh giữa, nghĩa là đúng ngay cái chỗ giữa đó. Nó giữa mà phải đúng ngay cái chỗ đó gọi là chánh giữa. Mà hãy cái gì nó lệch thì không là tà. Cho nên chữ tà với chữ chánh nó không có cái nghĩa gì mà gọi là chửi bới gì hết á. Mà hãy cái gì mà chúng ta thấy nó lệch lạc thì kêu là tà. Cái gì chúng ta thấy đúng đắn như thật gọi là chánh. Nhà Phật gọi là chánh kiến. Thấy đúng thì gọi là chánh kiến, thấy sai gọi là tà kiến. Cái bài kệ này á, Đức Phật nói á, là do một cái nguyên do. Là quý vị nhớ là Ngài Mục Kiền Liên với Ngài Xá Lợi Phất á, là hai người bạn thân. Trước khi làm đệ tử Phật á, hai người này là bạn thân. Và đã bái một ông thầy làm thầy của mình. Thì khi mà cả hai vị này học với vị thầy này nhiều thứ rồi đó, thì một hôm hai người mới nói với nhau: tuy mình đã bái vị thầy này làm thầy, và bản thân mình cũng có được những đồ đệ, nhưng mà hình như mình chưa có thấy được cái, chưa nhận ra được cái chân lý thật sự gì đó. Cho nên hai người nói với nhau là trong mai này, ai mà đi tìm được chân lý trước thì phải về cho người kia hay để rủ đi theo. Thì một hôm Ngài Xá Lợi Phất đi trên đường, gặp một trong năm thầy tỳ kheo đầu tiên đi xuất gia với Phật. Đại chúng nhớ, trong Phật giáo chúng ta có ba ngôi báo, đó là Phật, Pháp, Tăng. Thì khi Đức Phật thành đạo dưới cây Bồ Đề á, thì Đức chính Đức Phật là Phật Bảo. Lời dạy của Phật gọi là Pháp Bảo. Nhưng mà Tăng Bảo chưa có. Mãi đến khi Ngài đi bộ từ cái gốc cây Bồ Đề đi đến vườn Lộc Uyển để gặp lại năm người cùng tu với Ngài thuở trước đó, để rồi nói Pháp cho họ nghe, và năm người đó trở thành đệ tử đầu tiên của Đức Phật. Và cái vị đầu tiên tên là Kiều Trần Như, người thứ hai tên Ác Bệ, Bạc Đề, vân vân, năm vị. Thì nếu ai hỏi mình, đạo Phật có ba ngôi báo,
Phật Pháp Tăng, thì chúng ta phải nhớ cái sự kiện lịch sử rằng Tam Bảo được thành lập ngay tại vườn Lộc Uyển sau bài pháp đầu tiên của Đức Phật. Vì lúc đó Đức Phật là Phật, là Thầy, nói pháp Tứ Diệu Đế là Pháp Bảo, và năm thầy đó là năm thầy đầu tiên đi tu với Phật, gọi là Tăng Bảo. Vậy thì Tam Bảo được thành lập ngay tại vườn Lộc Uyển sau khi Đức Phật thành đạo không lâu. Thì năm vị này là năm người thầy đầu tiên. Vì vậy mà trong các vị đệ tử Đức Phật có những vị bậc nhất, ví dụ như Ngài Xá Lợi Phất là trí tuệ bậc nhất, Ngài Mục Kiền Liên là thần thông bậc nhất, Ngài Phú Lâu Na là thuyết pháp bậc nhất, Ngài Ca Chiên Viên là luận nghị bậc nhất. Thì quý vị biết Ngài Kiều Trần Như là cái gì nhất không? Hạ Lạp bậc nhất. Tại sao? Tại vì Ngài Kiều Trần Như là vị đệ tử, một vị tỳ kheo đầu tiên của Đức Phật. Vậy thì mà trong đạo Phật là mình đi tu rồi mỗi năm mình có an cư thì mình được một tuổi đạo. Cho nên trong tất cả đệ tử của Đức Phật mấy ngàn người, Ngài Kiều Trần Như là người có tuổi đạo cao nhất. Thì lúc đó Ngài Xá Lợi Phất gặp một trong năm người đệ tử này, nói trời ơi, tôi thấy thầy đi đứng có oai nghi quá, chẳng hay thầy của thầy là ai? Nói thầy của tôi là Đức Gotama, Đức Cồ Đàm. Thầy của thầy dạy thầy cái gì? Tôi không dám nói nhiều. Ngài Xá Lợi Phất nói, nhưng mà ngài nói một cái gì mà ngắn gọn mà thầy nhớ, mà thầy tâm đắc cái lời dạy của thầy, của thầy thầy. Ồ, thì thế thì ngài A Sa Chí, ngài mới đọc lên bài kệ mà ngài tâm đắc trong những lời dạy Đức Phật. Đây là bài kệ: các pháp do duyên sinh, các pháp do duyên diệt. Bậc đạo sư của tôi thường thuyết pháp như thế. Cái pháp duyên sinh duyên diệt. Thí dụ 10 giờ rưỡi sáng mỗi chủ nhật quy định là giờ lễ hàng tuần ở Trúc Lâm. Đúng giờ các vị có mặt là duyên, phải không? Đúng giờ nè, mình có mặt nè, duyên sinh. Rồi 12 giờ rưỡi tất cả mọi thứ xong, hết giờ, diệt. Cũng duyên mà sinh, cũng duyên mà diệt. Bây giờ á, cái cuốn sách này do mọi cái duyên nó hình thành một quyển sách, do keo, do giấy, do mực gom lại thành quyển sách, thì vô tình rớt nó vô cái đống lửa, thì lửa đủ duyên để làm cho quyển sách này thành tro, hay là rớt nó vô cái thao nước ngâm nó thì nó đủ duyên làm cho cuốn sách này nó bị rách rã ra. Chúng ta từ con người cho đến sự vật, mọi thứ đều do duyên sinh duyên diệt. Ví dụ như hiện nay là COVID là đang duyên sinh, mai mốt có vaccine rồi thì đủ duyên thì mình sẽ dứt được cái bệnh đó. Tất cả do duyên sinh mà. Do COVID mới đeo khẩu trang, do COVID mới rửa tay thường xuyên, do COVID mà mình không được đi tới chỗ tập hợp đông, thậm chí do COVID bệnh quá phone bác sĩ nó khai bệnh trên phone đi, tôi cũng gặp bệnh nhân. Hôm nay có ai bị trường hợp đó không? Phone bác sĩ không gặp. Bác sĩ nói bệnh gì nói tôi nghe, rồi muốn lấy thuốc ở đâu? Tôi gửi cái toa về cái tiệm thuốc đó, tới đó lấy thuốc uống, không gặp. Thường thường là bác sĩ phải gặp bệnh nhân phải không? Mà bác sĩ sợ dịch, sợ bệnh. Cho nên bác sĩ cũng phải sợ bệnh chứ. Cho nên thưa đại chúng, các pháp do duyên sinh, các pháp do duyên diệt. Người nào mà hiểu được cái sự duyên sinh duyên diệt ở đời này á, tâm mình không có nao núng quá khổ đau. Có thể có cái buồn, vì chúng ta vẫn là một con người. Khi việc nó đến chúng ta vui, việc nó đi chúng ta buồn. Nhưng mà ngược lại, có những cái buồn mà nó đi thì mình lại vui hay buồn?
Cái buồn khổ nó đi thì mình phải vui chứ. Như vậy thì cái vô thường cũng chưa chắc đã là cái khó chịu. Nhờ vô thường cho nên á, có những lúc buồn đi khổ đến, mà nhờ vô thường thì khổ đi vui đến. Vô thường mà người hiểu được cái đó, tại sao lúc cái vui nó đến anh hỷ hạ mà lúc nó khổ là anh lại khổ đau? Như vậy là anh chỉ chấp nhận có một chiều của sự sống sao? Anh phải có cái nhìn chân thật, đừng có tà kiến. Khi sinh biết nó sinh, khi diệt biết nó diệt. Cho nên khi mà hai thầy Ngài Xá Lợi Phất nghe xong rồi chứng quả liền. Quả đầu tiên là quả không còn thối chuyển ở trên cái con đường tu tập, gọi là quả Tu Đà Hoàng. Thì Tu Đà Hoàng được dịch nghĩa là nhập lưu. Quả nhập lưu là sơ, là quả vị chứng đầu tiên, tâm không còn lưu sục. Cũng giống như mình đi, bây giờ mình nghe Phật Pháp, mình hiểu Phật Pháp rồi, tâm không còn lưu sục đối với con đường tu tập, chứng quả sơ quả. Ngài Xá Lợi Phất nghe xong chứng sơ quả, chạy về đi tìm người bạn thân của mình là ông Mục Kiền Liên, nói cho Ngài Mục Kiền Liên nghe: hôm nay tôi đã tìm được chân lý, tôi đã tìm được một người thầy lý tưởng rồi. Hai người chạy tới gặp Phật. Cuối cùng Đức Phật cảm hóa hai vị đi theo Phật. Thì đi về nhà nói với ông thầy mà mình học đó: hôm nay chúng con xin phép, chúng con đã được tìm một người thầy của chúng con. Ông kia ổng bực, ổng bực. Vậy cho nên cái câu kệ này, cái trường hợp đến với Đức Phật. Đức Phật nói cuộc đời này cái quan trọng là chúng ta, nếu chúng ta bị tà tư, tà hạnh nó xâm chiếm thì chúng ta sẽ thấy mọi việc nó tà, nó lệch. Còn nếu chúng ta có cái nhìn chánh kiến, chánh tư duy, quý vị nhớ bát chánh đạo nha: chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh mạng. Có thể nói giáo lý của Đạo Phật nó không ngoài bát chánh đạo. Nghe nói bát chánh đạo là gì? Là tám con đường chân chánh sẽ dẫn mình tới niết bàn. Cho nên có nhiều khi nhà mình xui quá đó, mình treo cái bát quái, càng khảm cấn chấn tốn ly khôn đòi, treo cái bát quái lên để chi? Để trừ tà. Nhưng mà theo Phật giáo á, sở dĩ mà chúng ta xui xẻo, chúng ta đủ chuyện là gì? Chúng ta nhìn lại cái cách sống, cách tư duy, cách nói năng, cách hành xử của mình, để mình chuyển hóa cái đó, chứ đâu phải treo cái đó lên là mọi việc nó thay đổi đâu. Bây giờ cho bây giờ mình treo 100 cái bát quái đó, đừng nói treo một cái ngay cửa, treo 100 cái luôn. Mở trong nhà này nè, không có chánh ngữ với nhau, không có chánh kiến với nhau, không có chánh nghiệp, không có cái gì gọi là ủng hộ cho nhau, hộ trì cho nhau, thì nó cũng sập như thường chứ, chứ không phải để treo cái đó. Nhưng mà tại vì người ta tin, trấn an người ta, treo cái đó lên người ta yên tâm. Nhưng mà cái đó, thưa đại chúng, của tín ngưỡng nhân gian, không có liên quan đến Đạo Phật. Ai muốn treo thì treo, nhưng mà nếu mà nói cái đó của Đạo Phật thì thưa không phải, cái đó không có Đạo Phật. Đạo Phật không có cái hình bát quái. Nhưng mà ngược lại, Đạo Phật dạy cho mình sống an lành, hạnh phúc bằng con đường bát chánh đạo. Mà cái quan trọng nhất là chúng ta phải có cái chánh kiến. Cái chánh kiến là cái thấy đúng, mà từ cái thấy đúng chúng ta mới suy nghĩ đúng và nói năng đúng. Ba cái đó thôi là dễ có chuyện hàng ngày, hay là hạnh phúc hàng ngày lắm. Có nhiều khi chuyện đâu phải của mình đâu, mà tự nhiên mình nhìn lệch lạc cái mình về. Chẳng hạn như bạn bè của con cái, bạn bè của vợ của chồng, tự nhiên mình nhìn ta làm sao, cái bắt đầu về mình phán. Mình phán cái mình làm cho cái người kia nổi quạo lên: bạn tôi mà tại sao lại có cái nhìn như vậy? Rồi gia đình có chuyện. Cho nên ví dụ bây giờ cho là mình có thấy đúng đi, nếu mình sự thật mình có thấy đúng đi, nhưng mà trước khi chúng ta muốn nói về cái người đó đó, chúng ta cũng phải có chánh tư duy, chúng ta phải có chánh ngữ. Ok, mình hiểu cái đứa đó nó như thế nào rồi, nó xấu rồi, nhưng mà bây giờ mình làm sao mình nói cho con mình nó nhận. Cho nên
chánh kiến là một chuyện rồi, nhưng mà phải học chánh ngữ, chánh tư duy nữa, để đưa cái chánh kiến của mình cho người ta dễ chấp nhận, chứ không phải là có chánh kiến là muốn nói gì nói à nha. Cho nên bác chánh đạo hay lắm. Bây giờ mình thấy sự thật đó, nhưng mà anh nói như thế nào để người ta tiếp nhận sự thật? Anh biết sự việc nó như vậy, nhưng mà cái cách anh hành xử như thế nào để người ta dễ dàng người ta chấp nhận anh? Chứ đâu phải anh thấy như vậy rồi anh sạc người ta cái kiểu vậy đâu. Thiếu chánh ngữ, thiếu chánh tư duy, thiếu chánh tinh tấn thì cái chánh kiến này cũng không được bộc lộ một cách rõ ràng. Cho nên Đức Phật á, thí dụ như mình hỏi bạch Đức Thế Tôn, con chết con đi về đâu? Nếu mà Đức Phật phán anh mai mốt lên thiên đường, bà mai mốt xuống địa ngục, Phật không có nói vậy. Phật nói sao biết không? Quý vị muốn biết quý vị đi đâu sau khi chết, quý vị hãy nhìn vào đời sống của mình mỗi ngày làm gì thì mình sẽ biết mình đi đâu. Thay vì mình phán người ta, không, chỉ cho người ta cách nhìn trở lại. Thật ra tôi biết bà sống ngày, tôi biết bà sống tầm bậy lắm rồi, mà tôi nói về bà chửi tôi sao? Thôi bây giờ tôi nói bà nhìn trở lại đi, bà sống hàng ngày bà làm gì để bà biết bà đi đâu. Bà Đức Thế Tôn, nếu mà lỡ tụi con chết ở giữa đường sao? Lỡ bị đụng xe chết giờ sao? Đức Phật nói, như cái cây á, mà nó đã sẵn nghiêng về đâu thì khi cưa cái cây đó nó ngã về đâu. Nếu bình thường cái cây nó đang nghiêng trái thì mình cưa cây nó phải ngã về trái chứ, nó nghiêng qua trái, không lẽ lúc cưa nó ngã về bên phải sao? Cái tâm của chúng ta cũng thế, hàng ngày chúng ta nghiêng về đâu, hàng ngày chúng ta hướng tâm về đâu. Nếu mỗi ngày tâm chúng ta hướng thiện, dù mình chết bất cứ cách nào, đừng nghĩ rằng mình chết yên ấm trên giường có người tới hộ niệm tụng kinh, không, nhiều khi cái nghiệp lực của mình trong vô lượng kiếp mình đâu nói được, làm thiện cả đời nhưng mà cuối cùng chết rất đau đớn, bị xe, bị tai nạn chết. Nhưng cái đó không có phải là cái chuyện đó. Ồ đó, thấy không, tu mà cháu, nghiệp quả mỗi người mỗi khác. Nhưng mà đời này tâm mình đã hướng thiện thì cho dù mình chết bằng cách nào đi nữa, chỗ lành cũng chờ mình. Pháp Hòa nói ví dụ, bây giờ cái đứa, cái anh đó là con nhà giàu, ảnh gốc rễ của nhà giàu, ảnh có chết một cách thê thảm đi nữa, người ta cũng khiêng ảnh về cái nhà giàu đó trả lại. Đó, ví dụ vậy đó. Bây giờ mình biết, quý vị biết không, thường thường chùa người ta hay đúc mấy cái chuông, người ta khắc tên chùa ở trên đó. Rồi cái thời nghèo đó, ăn trộm nó vô lấy chuông nó bán hoài, gì bị gì đồng quý lắm đem bán. Khi người mua được cái chuông á, đọc cái tên chùa, đọc được cái tên chùa, xách cái chuông trả lại, nói con mua đồng của mấy người ăn trộm, mà con mua cái đống đồng mà bươi ra làm sao, nhầm cái chuông mà đọc kỹ vô cái chuông thấy tên của chùa, thôi con đem, chùa có bị mất chuông không? Nói dạ có, trả lại cho chùa. Là Pháp Hòa ví dụ vậy đó. Nghĩa là cái nghiệp mình sống hàng ngày sao nó đi về đó. Cho nên là cái gì thật biết nó thật, cái gì không thật biết nó không thật. Thí dụ như á, mình phải biết rằng mình làm phước thì có phước, làm thiện thì có thiện. Ở đời nó có 10 cái mà người ta không tin nha. 10 cái này là gì? Một á, người ta nói rằng bố thí không có phước. Hai á, cúng dường không có phước. Ba là báo hiếu báo ân không có phước. Bốn là không có nhân quả tốt xấu gì hết. Năm là không có đời trước đời sau gì hết. Sáu là không có cha có mẹ gì hết. Có nhiều người quan niệm vậy đó, mình không có cha có mẹ gì hết đó, mình chỉ có một đấng tối cao nào đó thôi. Có nhiều người quan niệm vậy, không cha không mẹ, không có chuyện hóa sanh. Bây giờ quá vào nói ví dụ như bây giờ mình đem một trái cam, trái quýt gì để trong nhà coi, vài bữa nó uống thối lên coi, tự nhiên cái con fruit fly ở đâu quá trời quá đất luôn,
mà mình không hề thấy nó bay vô nhà. Vì sao? Vì nó là một dạng hóa sanh. Cái bánh mà mình để coi, nó sình, nó hôi lên tự nhiên dòi nó sanh. Như vậy thì nếu mà chúng ta thấy sự thật, có một cái chị đó đó, gần đây chị mới đi chùa thôi, chị mới lên, chị mới nói sở dĩ gần đây con đi chùa, con tụng kinh là vì sao? Tại con thấy bây giờ con tin chắc chắn một điều rằng nhân quả rõ ràng. Chị đối xử với bà má chị sao hồi nhỏ đó, bây giờ chị sanh ra đứa con nó y chang chị hồi nhỏ. Chị nhìn đứa nhỏ đó nó hổn với chị, nó xử chị đó, chị nói là nó là cái bản copy của con ngày xưa. Tình nhân quả vô cùng. Cho nên nó qua cái bài kệ này để cho chúng ta, Đức Phật dạy á, không chân, thí dụ cái đó không phải là cái thử, nó là không phải là chân thật, thì biết nó là không chân thật, đừng có lầm ngược lại. Ví dụ như cái mạng của chúng ta đây là tạm, chúng ta phải biết nó là tạm, để khi mai mốt mà nó dừng lại chúng ta không khổ. Sanh hữu hạn, tử vô kỳ. Sanh thì biết chừng nào sanh, mà chết thì không, hoàn toàn không biết chừng nào chết. Cho nên người mà sống mà biết được như vậy thì không có dám phí thời gian. Thì cuối cùng Pháp Hòa chỉ xin thưa đại chúng, nếu mà chúng ta có cái nhìn đúng đắn, hay là chúng ta xử sự cũng vậy, đừng có lấy cái cảm tình trong cái công việc xử sự, nó làm sự việc khác đi. Ví dụ như bây giờ cái người đó sai, nhưng mà tại mình thương nó quá cái mình xử nó đúng, cái đó là không được. Hay là ngược lại, mình làm gì mình cũng lấy vì mình thương người đó hơn, cho nên lúc nào mình cũng có cái gì đặc biệt hơn người đó, thì làm cho người ta thấy cái sự thiên vị của mình. Thì trong kinh dạy á, nếu chúng ta nhìn đúng đắn sự việc, nhận chân sự việc đúng đắn, có ba cái lợi. Một, chúng ta không phí thời gian để làm những việc vô ích. Thứ hai nữa là do cái nhìn đúng như vậy, cho nên chúng ta trở thành một người có giá trị trong mọi trường hợp, mọi hoàn cảnh. Pháp Hòa ví dụ như mình nói sự việc gì nó cũng đúng chân lý, đúng lẽ thật, mình có giá trị trong mọi tình huống. Người ta có chuyện gì người ta nhờ mình ra, một lời nói của mình nó có giá trị. Nhưng mà mình thường hay nói những điều méo mó, mai mốt chuyện gì mình nói ra người ta không tin, hết giá trị. Mà trong đời này có sự thật như vậy, có những người nói dốc đến mức độ là bây giờ mình hết tin nổi rồi. Tại vì mỗi một lần gặp mình là họ nói một câu chuyện khác nhau, một vấn đề khác nhau. Bây giờ họ nói một, hồi xưa nói một câu tin câu, giờ một chữ cũng không tin, chứ đừng nói là một câu. Tại vì họ không còn giá trị trong cuộc sống của mình nữa. Có nhiều khi á, cái hoa giả mà mình cứ tưới, có phải là mình phí thời gian không? Mình phí thời gian, cái hoa ni lông là cứ tưới. Cho nên mình mà không thấy được cái hoa đó là ni lông, là nhựa, không cần tưới, mà cứ sắp đi tưới thì mất thời gian. Thứ ba là nhờ cái nhìn đúng đó mà lúc nào chúng ta đúng là thấy đúng, sai là thấy sai. Nhờ tri kiến như vậy mà cuối cùng ta được đạt được chân lý. Ngày xưa có một vị thầy ngồi thiền, thì vị sư phụ mình mới tới hỏi: con ngồi thiền để làm gì? Ông thầy nói: con ngồi thiền để thành Phật. Nói xong người thầy không nói gì hết, ông lấy cái tấm ngói, cái tấm ngói lợp nhà đó, ông cầm, ông ngồi kế bên, ông lấy cái độn mài, nó kêu sột sạt rột rạc khó chịu quá. Ông thầy, ông ngồi thiền ông bực quá, ông mới say qua, ông hỏi: thầy mài ngói để làm gì vậy? Nói: ta làm ngói, tay mài ngói để làm gương soi. Cái người đệ tử nói: ngói mà làm sao làm được kiến? Thì ông thầy nói: vậy sao ngươi nói với ta ngồi thiền thành Phật? Ngồi thiền không phải thành Phật. Nếu mà mình ngồi đó mà tâm mình tán loạn thì cũng không thành Phật.
Mà nên nhớ là ngồi thiền để tâm mình tĩnh lặng, sáng suốt. Và khi có sáng suốt, thật ra là thành Phật đó. Nhưng mà chúng ta, nếu mà chúng ta chỉ nghĩ rằng chỉ có ngồi mới thành Phật thì không đúng. Cũng giống như lấy ngói mà muốn làm gương soi, làm sao được. Thành Phật không phải do ngồi, mà thành Phật là do cái tâm nhận biết mọi sự hiện tượng nó đang xảy ra. Quá khứ không truy tầm, tương lai không ước hẹn, hiện tại cũng chẳng đem lòng chấp trước. Quý vị nhớ Đức Phật dạy nha, quá khứ qua rồi đừng tìm, đừng nhớ ha. Hiện tại chưa tới đừng lo nha, nhưng mà tương lai cũng đừng có dính nó nha. Tôi bây giờ là trụ trì, mãi mãi tôi sẽ là trụ trì, khổ đó. Tại vì nếu như mà mình làm trụ trì mà hết duyên mình đâu có còn trụ trì, thật là mình chết đi muộn đâu được đâu. Cho nên không bao giờ có cái gì bất biến. Tôi giữ chức đó, mãi mãi tôi sẽ là chức đó, không bao giờ. Cho nên á, hiện tại tích tắc là trở thành quá khứ. Có cái gì mà anh nắm bắt? Hiện tại cũng không nắm được. Quá khứ qua thì không nắm được, tương lai chưa tới không nắm được. Hiện tại tích tắc trở thành quá khứ, nắm cái gì được? Cho nên ba thời không nắm được. Thấy như vậy gọi là thấy chân lý. Nghĩa là chúng ta đang cái gì xảy ra, chúng ta biết nó xảy ra, mà đừng nghĩ rằng nó sẽ mãi mãi như vậy. Thí dụ như hồi nãy giờ 10 giờ vô làm lễ, giờ 12 giờ rồi, thấy không? Tích tắc là thành quá khứ, tích tắc là thành quá khứ. Ngày 16 tháng 8 2020 không bao giờ trở lại. Hiểu như vậy thì chúng ta mới hiểu được chân lý. Và hiểu được chân lý thì chúng ta sống với chân lý. Và người sống với chân lý thì không bao giờ tự làm mình khổ, làm khổ người xung quanh. Đó là cái câu kinh của ngày hôm nay. Thì Pháp Hòa xin chia sẻ với đại chúng câu số 11 và 12 ở trong kinh Pháp Cú. Chúc đại chúng cuối tuần an lạc.